Và bây giờ tiếp nối chương trình, xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ với một nghệ sĩ trẻ đã từng tham gia cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ và đã làm đạt giải Chuông Vàng với giọng hát ngọt ngào và được quý vị yêu mến. Đó chính là nghệ sĩ Thanh Nhường. Xin quý vị một tràng pháo tay chào đón nghệ sĩ Thanh Nhường. Thanh Nhường xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị và cũng như tất cả các anh chị nghệ sĩ khác. Thanh Nhường xin cảm ơn bằng tấm lòng của mình đối với gia đình của anh Điền Trung đã kết nối tất cả các anh em nghệ sĩ đến đây để có những lời ca tiếng hát cúng dường và gửi tặng tất cả quý vị. Xin gửi lời chúc mừng mạnh khỏe đến tất cả các cô chú anh chị có mặt trong buổi sáng hôm nay ạ. Xin chân trọng. Và để tiếp tục chương trình, xin gửi tặng tất cả quý vị ba câu vọng cổ được trích trong một bài hát thực cổ du duyên được mang tên Diễm Xưa. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
xin chân thành cảm ơn những cành hoa và những trọng tay của tất cả quý vị rất nhiều. Và một bài hát tiếp theo Thanh Trường xin phép được gửi thẳng tất cả quý vị là một bài hát tên gọi Du Duyên. Và bài này Thanh Trường xin phép được hát song ca cùng với nữ nghệ sĩ chuông già vọng cổ Võ Ngọc Quyền. Xin mời tất cả quý vị cùng nghe lại bài hát của soạn giả Ngô Hồng Khanh được mang tên Quyền Cung Đàm Mới. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Lời chào đến quý bà con, lời chào trân trọng nhất ạ. Bye.
Lớp trước đoàn được mang tên 17 năm trường Hận, chị xin cùng bình thức ạ. Thank you.
phải không bà con? Cảm ơn quý vị.